tâm an xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay tâm an xin được gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả tống thị phương anh nội dung của câu chuyện này vô cùng hấp dẫn và thú vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe được làm quen với cô gái tiên tuyết một cô gái vô cùng cá tính và bởi vì đi tìm nguyên nhân cái chết của chị gái mà cô ấy vứt bỏ tất cả tình yêu của mình, ở tuổi 18 đã bước chân vào gia đình nhà họ Vũ để làm một chuyện mà khiến chúng ta bất ngờ. Đó là điều bất ngờ nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Năm đó, cái ký ức kinh hoàng trong tuyết vẫn còn nguyên vẹn, từ khi cô chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi cho đến lúc trưởng thành, Tuyết vẫn luôn đi tìm sự thật về cái chết của chị gái tiếng pháo bắn từ đầu ngõ tiếng cười nói của quan viên hai họ từ già đến trẻ đều vui mừng cho hôn lễ của một cô gái con nhà nông cưới được người có địa vị và có tiền trong xã hội cô gái trong bộ váy cô dâu gương mặt đầy hạnh phúc tên là vân tuổi chỉ vừa đôi mươi trên tay cầm tay cô em gái chị đi lấy chồng rồi ở nhà em phải nghe lời bố mẹ nhé không được đi chơi buổi trưa không được nhớ chưa da đồng nhiều là da đen sạm đi xấu lắm nhớ chưa tuyết chị ơi em không thích chị đi lấy chồng đâu chị ở nhà với em ở với bố với mẹ sướng hơn cơ mà sau này em lớn lên em phải giống như chị thôi gãi lớn rồi phải đi lấy chồng đó chính là quy luật của cuộc sống Bây giờ em 15 rồi, chưa đâu còn ít ỏi gì đâu. Trong thành phố 15 tuổi, không ai suy nghĩ trẻ con giống như em đâu. Nhưng mà em nhớ chị lắm. Chị đi lấy chồng rồi, em chỉ còn có một mình thôi. Cuối tuần chị về. Yên tâm, chị không đi mất hẳn đâu mà. Chú rể đi lên đón dâu, mọi người đua nhau vào chụp ảnh. Ánh mắt của cô em gái lúc này nhìn cô chị với dáng vẻ u buồn và luyến tiếc. Có lẽ người chị đó là cả bầu trời tuổi thơ của cô em. Từ khi em biết đi, dạy em đạp xe dạy em học bài, chiều chiều lại đưa em ra đồng cùng nhau thả diều, thì thoảng lại qua nhà hàng xóm, xin cho em quà này quà kia, rồi lại bóc cho em gái cùng ăn. Trong lời chúc phúc của tất cả mọi người, người chị trước khi bước lên xe hoa, còn quay lại tìm kiếm cô em gái Mẹ mẹ, Tuyết đâu rồi? Bố con vào, gọi nó. Thế mà nó nhất định không rời khỏi cái nhà vệ sinh đấy. Nó bảo nó kêu đau bụng. Thôi, bố đưa con đến nhà chồng được rồi. Có dịp mẹ đưa em đến chơi sau. Vân buồn bã bước lên xe hoa. Còn Tuyết đứng từ trên tầng, lặng lặng nhìn chị gái. Rồi sau đó cô bé bật khóc ngon lành. Vừa khóc vừa đưa tay, vội gạt đi những giọt nước mắt. Mình không được khóc, nhất định chị ấy sẽ về thăm mình. Thế nhưng câu nói đó cứ dần dần tan biến. Mỗi lần mẹ nói chuyện với chị qua điện thoại, Tuyết đều hỏi mẹ. Mẹ ơi, chị có về không ạ? À? Về làm sao được mà về, chồng nó không cho về. Sao thế à mẹ? Rồi Tuyết lại thấy mẹ thờ dài, bước vào nói chuyện với bố. Con đi lấy chồng nửa năm mà không về. Hay là ngày mai, ông làm một chuyến, lên thăm con đi. Bà tưởng là tôi không nghĩ đến à? Tôi gọi cho nó, thì nó lại bảo là bố đừng có đến. Biết làm thế nào bây giờ? Tôi cứ lo ngay ngáy ông à. Còn nó nói giọng mất bình tĩnh lắm. Tuyết đứng bên ngoài lo lắng. Cô được biết chị gái cô lấy chồng dưới Quảng Ninh. Còn gia đình cô thì thuộc vùng ngoại thành Hà Nội. Hôm đó Tuyết lại nghe chị Vân gọi đến Mẹ khóc rất nhiều Nhưng mà bà giấu Và bảo Tuyết lên gác đi nghỉ Thế nhưng cô vẫn cố gắng nếp sau cánh cửa Để nghe chị và mẹ nói chuyện Mẹ bật loa ngoài Để cho cả bố được nghe Mẹ ơi là mẹ Nhà chồng con kinh con lắm Mẹ chồng con bảo chừa trước là rột từ nóc nhà Ngày nào cũng nói con Con nghe mà mệt lắm mẹ ạ. Con cố gắng nhịn đi Phận đàn bà Mình sinh ra đã thiệt thòi nên nhịn là tốt cho tất cả Con còn phải làm gương cho em gái con Đầu thể hơi một tí là giận dỗi Muốn về nhà Không được đâu con à Mẹ Con có phải là con do mẹ sinh ra không chứ Mày nói vớ va vớ vẩn cái gì thế à Thế tại sao mẹ không thương con Anh ta đánh con suốt ngày Mẹ Mẹ cho con về đi Lấy chồng là phải theo chồng Để sang tuần Bố mẹ xuống xem thế nào mẹ xuống người ta không tiếp đón đâu chồng con anh ta rất ra trường ở đây chồng con lại là con của bà hai gia đình này phức tạp lắm mẹ ạ cái đó không quan trọng nhưng anh ta tức tối cái gì về nhà lại chút hết lên đầu của con còn mệt mỏi lắm giữ sức mà sinh con nghỉ đi con sang tuần mẹ và bố xuống thôi được rồi vậy mẹ xuống mẹ nhớ đón con đi đấy đó là cuộc điện thoại cuối cùng của Vân khi gọi về nhà. Trong đêm mưa to gió lớn, gia đình Tuyết nhận được hung tin rằng chị cô đã mất trên bàn đẻ. Tại bệnh viện phụ sản, mẹ cô khóc ngất khi nhìn thấy con gái, còn ông Nam thì kéo chiếc chăn trùm lên người cho Vân. Cô nằm đó cơ thể tím tái, bàn tay của Vân tuột khỏi chăn. Tuyết thấy rất rõ những vết lằn trên cánh tay của chị gái. Cô đau đớn nhìn cơ thể đã lạnh ngắt của chị mình, ánh mắt đầy ấm ức. Đứa trẻ cứu được, nhưng chị cô thì không còn sống. Vô tình Tuyết lại nghe được một người phụ nữ đi chăm con dâu đẻ gần đó, nói chuyện với con dâu. Nghe nói đau quá xin đi mổ, mà mẹ chồng lại không cho. Xong lại bị làm sao ấy. Mẹ nghe y tá bảo, họ phải chọn giữ em bé. Nên bác sĩ... Mà tóm lại, làm ẩu lắm. Thế nên, người mẹ mới mất. Tuyệt nghe thế liền đi ra ngoài nhìn bà Lan, mẹ chồng của Vân. Bà ta đang ôm cháu và mỉm cười với con trai mình. Họ không đau lòng chút nào trước cái chết của Vân. Tuyệt vẫn nhớ mãi nụ cười của bà ta và thái độ thờ ơ của tên anh rể kia. Họ còn vô tình tới mức phải an táng Vân tại nhà bố mẹ đẻ bởi vì gia đình họ kiêng. Bà Hồng nhìn bà Lan căm hận. Con của tôi còn chưa lạnh mà các người đã phủi bỏ nó. Ây cha, ở chỗ tôi chết bên ngoài không được mang về, nên bà phải hiểu chứ. Còn bà cố tình không hiểu thì chúng tôi cũng chịu. Chúng tôi xin trả lại con gái cho bà. Ai cũng lấy làm tiếc, nhưng mà sự cố nó xảy ra, không ai mong muốn hết. Trả lại con gái sao? Phải trả lại con gái cho tôi sao? Bà Hồng lao vào tóm áo của người kia. Nhưng nhà họ ngay lập tức đẩy bà ngã ra nền. Bà bị điên à, sống chết có số, tôi cũng xót, nhưng mà biết làm sao được, con tôi cưới con gái của bà là mai mối, nhà bà cũng cầm của tôi số tiền quá lớn rồi. Tôi khác gì mua vợ cho con trai của tôi đâu? Tiền nào mà tiền, tôi cầm đồng nào mà bà nói thế?" Hỏi chồng của bà. Ấy. Bà Hồng lúc này quay ra nhìn chồng, còn ông Nam thì lúi húi, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi ông ông nói ngay bà ta nói thế là như thế nào tôi tôi đầu tư làm dự án với người ta nhưng thất bại định thành công tôi bảo bà trả lại số tiền cho họ tiền ông ơi là ông ông đi chết đi mẹ khóc lóc lăn trên sàn còn họ vội vã rời khỏi bệnh viện tuyết vội vàng ôm lấy bà hồng an ủi mẹ mẹ đừng khóc Mẹ khóc chị lại buồn đấy Mẹ nín đi Con nhất định sẽ trả thù cho chị Lời nói của cô gái 15 tuổi Khiến cho bà mẹ không chú ý đến Thế nhưng đó chính là lời nói rất thật tâm của Tuyết 3 năm sau Tuyết bây giờ là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học mỹ thuật. Hôm nay là ngày rỗ của Vân. Cô ra mộ chị từ sớm để lau dọn. Mẹ cô đi ra thấy như vậy liền hỏi cô hôm nay lại về sớm thế à con dạ vâng hôm nay con học sáng ở đây trồng cây hoa giấy có được không mẹ nhờ trồng được nhưng mà hoa giấy nó leo leo nhanh lắm nên phải cắt tỉa con ạ à. chị thích hoa giấy lắm mẹ nhất là hoa giấy màu trắng vậy thì con cứ trồng đi mẹ ra tỉa giúp con cũng được mẹ mẹ có biết vì sao chị vân chết không bác sĩ nói còn vẫn nó bị băng huyết. Mẹ tin là như vậy á? Không tin thì biết làm sao? Có nhiều thứ không nên biết quá rõ còn à. Nhưng mà tại sao chứ? Nó khiến chúng ta đau lòng thôi. Nhưng mà con không cam tâm, con muốn cả nhà họ phải trả giá, con sẽ đi tìm ra sự thật. Mẹ nói với con thế nào, con quên chuyện đó đi, sống cuộc đời của con đi. Nhưng con không thể. Con hứa với chị rồi con phải tìm ra nguyên nhân và con sẽ khiến cho họ phải trả giá đừng có tự đưa bản thân mình vào trong cái vòng luẩn quẩn của thù hận cuộc sống của con là của con của cái vân là của cái vân nếu như ngày đó mẹ xuống đón chị sớm thì không bao giờ có chuyện xảy ra tất cả là do mẹ tuyết nói xong bỏ chạy còn người mẹ bật khóc nhìn theo đứa con gái rồi bà lại nhìn vào ngôi mộ của vân mẹ xin lỗi vân à tuyết trở về phòng trong phòng cô toàn là tranh vẽ về chị gái ngay cả bức tranh lúc chị cô chết nằm trên giường bệnh tuyết cũng vẽ ra rồi vừa nhìn vừa khóc chị đau lắm có phải không chị ơi tuyết có một nhóm bạn thân gồm huy và lệ họ đều là con nhà giàu nhưng lại rất thân với tuyết cả hai người đều tìm hiểu cho tuyết huy lúc này lên tiếng theo tao điều tra được thì tên anh rể ở dưới quảng ninh hắn làm bên đội quản lý thị trường nhà giàu lắm ở cái nhà to như biệt phủ nhà có bảo vệ đấy ai ra vào đều phải có giấy tờ tùy thân nếu không thì không bao giờ được vào nhưng tao có hỏi ông anh họ tao nhà dưới quảng ninh anh ta bảo nhà đấy là nhà họ vũ có tiếng rồi từ đời ông đến đời bố toàn làm trên trung ương với chủ tịch tỉnh mà quảng ninh giàu lắm, nhiều tài nguyên, xong lại du lịch đủ thứ này kia. Ừ, đúng rồi đấy, hắn họ Vũ, Vũ Đức Lâm. Tên của hắn không bao giờ tao quên được. Bây giờ điều tra vào khoảng 3 năm trước, tao có hỏi dò nhờ người hỏi về vụ cái chết của chị mày rồi đấy. Vậy có kết quả không Huy? Có tiền là có kết quả ngay, ngày mai họ mới trả lời. Lệ lúc này lên tiếng xua tay. Ôi rồi, thế thì thua tao à? Tao có tin này, Vũ Đức Lâm, hắn chuẩn bị lấy vợ rồi đấy. Cái này tao không quan tâm, kẻ như hắn bây giờ, lấy là muộn đấy. Bởi vì lúc chị tao chết, nhà họ bỏ bẵng, gửi tiền đến viếng như người ngoài. Đúng là cái thằng, sống chó, mất dậy. Bây giờ chỉ cần biết nguyên nhân chị tao chết, tao sẽ tới tận nhà của họ để tính chuyện mạnh mẽ lắm cô gái luôn nhớ có bọn tao bên cạnh mày tất nhiên rồi không có hai đứa mày tao chẳng biết phải làm sao huy lúc này xua tay đi thôi bọn tao giúp mày hết công suất đi xuống quảng ninh đi ngày mai được nghỉ cơ mà ngày mai có kết quả tiện qua bên đấy tính sổ luôn lệ và tuyết lúc này cùng nhau gật đầu cả ba khoác vai nhau lên xe của huy lái tới quảng ninh đến quán ba bên bờ biển cả ba người đều uống say tuyết lấy rượu trên bàn nhỏ xuống cát chị à em đến rồi đây em ước ngày đó em lớn được như bây giờ có lẽ em đã bảo vệ được cho chị huy ôm lấy miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo còn lệ định đi theo thì tuyết lên tiếng gàn để tao đi xem sao mày đang đau bụng còn gì cứ ở đây đi ừ tao đang đến tháng mệt quá tuyết sau khi đi vệ sinh ra thấy người đàn ông đứng trên bờ biển mặc quần đen áo trắng giống như huy trời nhá nhem với ánh đèn nên cô tưởng huy vội vàng gọi lớn sao rồi bảo rồi không uống được thì uống ít thôi lại cứ cố làm cái gì đổ bóng chúa chết tiệt mà tao cũng say rồi lần đầu say cảm giác thú vị thật đấy này huy mày câm à mà. này người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng cho hai tay vào túi quần, nhìn về phía biển với vẻ đạo mạo. Hắn ta với mái tóc vuốt bóng, lệch ngôi, gọn gàng, quay lại nhìn tuyết. Có một câu hát của một ca sĩ lúc này vang lên. Người lạnh lùng để gió cuốn trôi tình em, nhẹ như cánh hoa, người chẳng thiết tha, đánh rơi tình ta. Tuyết lúc này ứ nghẹn ở cổ, bởi vì cô biết rằng cô nhận nhầm người. Tôi xin lỗi, tôi tưởng bạn tôi bạn tôi mặc đồ giống như anh thế nên tôi cứ tưởng là tôi xin lỗi nhé điều kỳ lạ là người đàn ông đó chỉ nhìn và không hề nói đáp lại bất cứ lời nào tuyết lại cứ nghĩ anh ta bị câm tôi chỉ nói trêu chứ không biết là anh bị câm thật sự xin lỗi anh tuyết quay đi vừa đi vừa lầm bầm rồi tự gõ vào đầu của mình mày đúng là vô duyên ngại chết đi được tuyết ạ à? Người đàn ông đó nhìn Tuyết đi khuất, phía sau anh ta có người đi tới. "Dạ thưa anh, em chuẩn bị xong rồi." Người đàn ông áo trắng bỏ thuốc lá đưa ra lên miệng, người kia liền châm thuốc. "Anh muốn cô gái ở góc 90 độ, mặc áo phông trắng quần jean, tóc buộc cao." "Dạ vâng, em hiểu rồi thưa anh." Mẹ của Tuyết ở nhà nhìn lên di ảnh của cô con gái đã mất, bà thở dài. Vân à, con sống khôn thác thiêng, con chỉ đường dẫn lối cho cái tuyết, để nó có thể quên đi cái chuyện đi tìm sự thật của con. Chuyện xảy ra rồi, mẹ chỉ muốn nó sống một cuộc đời của nó thôi. Vân à, con giúp mẹ. Bố của tuyết lúc này đi ra, giọng nói rằn dữ. Bà có giấu được mãi không? Con mình chết ra sao? Bà biết cơ mà. Biết đấy, thì bây giờ làm được cái gì? nếu như ông không ngậm tiền của họ thì có chết họ cũng phải rõ ràng chứ nhưng mà tôi không bán con tôi vay họ tiền không có nghĩa rằng họ được trà đạp lên con của tôi nó đi lấy chồng xa họ làm cái gì nó chỉ có họ mới biết rõ thôi ông à bà không nghe ở bệnh viện người ta nói đi à họ ký giấy quyết định chọn giữ đứa bé không giữ con của mình đối với cây tuyết ý thì con vân là cà bầu trời của nó chị gái luôn yêu thương em hết mực là người dạy cho tuyết biết nhiều thứ hơn cả chúng ta nếu bây giờ chúng ta chỉ khiến con bé hận lại càng thêm hận nó nói dành cả cuộc đời này đi tìm công lý cho chị gái nó nhưng mà họ là ai gia đình họ là như thế nào ông là người biết rõ chúng ta thấp cổ bé họng liệu làm được cái gì con mất thì mất rồi tôi chỉ muốn quên đi tất cả mà sống thôi nhưng con tuyết nó không quên được nếu như nó không quên được thì phải làm sao tôi cũng không biết ông à tôi không biết phải làm thế nào nếu như một ngày nào đó nó biết được nguyên nhân mà chị gái nó mất tại hạ long huy ra bàn sau khi say khướt điện thoại reo lên phía bên kia giọng của một người phụ nữ nào em trai có tin cho em rồi đây chị hỏi hẳn y tá trực đêm hôm đó cho em Bây giờ làm y tá trưởng rồi đấy. Dạ vâng chị, vậy nguyên nhân là như thế nào? Tài khoản chị cứ tinh tinh, thì chị nói với em ngay. Ok, chị gửi luôn số tài khoản đi. Sau khi Huy chuyển khoản cho người phụ nữ đó, Huy nghe máy, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng. Lê bật cười nói với Tuyết. Này, sao mặt đỏ thế kia? Ra ngoài kia nhìn nhầm người, cứ tưởng là thằng Huy nên gọi người ta như đúng rồi. Thế người ta nói gì không? Không, chắc là bị câm mày ạ. À. Bởi vì tao nói xong, ấy, mặt anh ta cứ đơ đơ, chả đáp lại cái gì. Câm á? Câm mà ra quán bà á? Ừ, thật mà. Tao chả nghe nói gì luôn. Đúng là ngại thật. Người đàn ông mặc áo sơ mi quần Âu lịch sử đi ra bàn của Tuyết và cười nhẹ. Chào em, anh tên Thịnh. Anh có ý muốn mời em đi chơi cùng với sếp anh ngày hôm nay. Không biết em có rảnh không? Tuyết nghe xong liền đổi sắc mặt. Xếp anh và em có quen nhau không ạ? Có quen, mới có vài phút trước thôi. Người bên bờ biển, lúc nãy mà em gặp, chính là xếp của anh. Nhưng mà em không quen anh ta. Anh nói lại với anh ta như vậy giúp em. Em ra giá đi. Lê nghe xong thì trợn mắt vào quát. Này anh kia, bọn tôi không phải làm gái đâu. Anh nói cho cẩn thận tuyết vội vàng gàn lệ anh với sếp anh hiểu lầm gì rồi có phải không chúng tôi phải về tôi xin phép tuyết lúc này tóm tay của lệ và kéo đi nhưng mà người đàn ông kia lại nói với cô anh đố các em ra khỏi cái đất quảng ninh này đấy lệ lầm bầm trong miệng thằng kia nó bị ảo tưởng sức mạnh à huy ơi đi thôi huy lúc này vẫy tay với tuyết tao nghĩ chuyện này mày nên nghe trực tiếp thì dễ dàng hơn đấy có kết quả rồi sao ừ tuyết vội vàng tóm lấy điện thoại thì huy nhìn tuyết mày phải luôn bình tĩnh đấy đùa à tao luôn bình tĩnh tuyết vội vàng nghe máy và bên đầu dây bên kia người ta lên tiếng chị nói lại một lần nữa là hôm đó chính xác là thai phụ tên vân đau đẻ quá lâu nên kiệt sức bác sĩ chỉ định mổ nhưng mà gia đình không nghe và nói rằng đẻ mổ không tốt cho hô hấp của đứa bé nên lại cứ muốn thai phụ sinh thường thai phụ quỳ xuống xin họ cho mổ nhưng mà mẹ chồng lại kiên quyết nói rằng nếu như mổ là kiện cái bệnh viện này lúc ấy bác sĩ bối rối nên sau đó thai phụ tự dặn đẻ nên bị vỡ tử cung mất máu nhưng ngày đó người mẹ chồng yêu cầu cấp cứu cháu trai chứ không quan tâm đến con dâu nói chung là dùng tiền để lấp liếm đi cái vụ đó chứ ở bệnh viện cả ca đêm hôm đấy đều thấy thương cho thai phụ nghe nói trước khi chết ấy thai phụ còn nói với chồng là tôi hận anh cơ mà người thai phụ cũng đầy vết đòn roi giống như là bị bạo hành gia đình ấy đó là những gì mà chị nghe được sự thật này là trăm phần trăm đấy huy ạ à? tuyết nghe xong cô đứng như người mất hồn huy bước ra cầm lấy điện thoại bọn em biết rồi cảm ơn chị nhiều tuyết lúc này ngã gục xuống nền lệ vội vàng đỡ lấy cô tuyết ơi thôi nào thôi nào chị ấy khi đó chắc chắn rất cần có người thân bên cạnh giá như có người thân ở bên lúc đó thì tốt quá chị vân ơi chị ơi tuyết ngửa cổ lên trời bật khóc hai người bạn bên cạnh cũng man mát nỗi buồn một lúc sau đó cả ba người rời đi Tuyết ngồi sau xe không nói năng gì Khi đi qua cầu Chợt có vài chiếc xe màu đen Chặn chiếc xe của Huy lại Huy phanh gấp Rồi tức giận Định mở cửa kính cãi nhau Thì có một gã thỏ tay vào đấm thẳng vào mặt của Huy Máu mè bè bét Lệ và Tuyết sợ hãi Hét toáng Tuyết lúc này kêu gào Các người làm sai còn đánh người Rõ ràng là chặn đầu xe của chúng tôi cơ mà từ phía trước người đàn ông tên Thái lúc nãy bước xuống xe với dáng vẻ khệnh khạng anh nói rồi đố các em ra khỏi cái đất Quảng Ninh này bây giờ anh báo công an con nồng độ cồn còn lái xe bọn em không chỉ bị phạt đâu mà còn bị giữ xe đấy lệ tức giận quát lớn lũ điên này muốn cái gì nói ngay anh nói rồi xếp anh muốn mời bạn gái kia một ly nước thôi tuyết hiểu ngay ra ý cô xuống xe quay lại nói với huy và lệ hai người cứ về khách sạn trước đi không được mày bị điên à tại sao mày đi theo chúng nó tao không sao đâu huy à họ mời uống nước thôi mà chúng ta không nên quá căng thẳng tuyết nháy mắt với huy còn lệ lúc này giữ chặt tay của tuyết tao đi cùng với mày nhé thôi hai đứa về đi lát tao về sau như anh đây nói rồi chỉ là mời một cốc nước thôi Họ có làm gì tao đâu Thịnh nghe như vậy thì cười khẩy Chuẩn đấy em gái Xếp anh ấy à Đứng từ đây dọc ra bờ biển Mà anh ấy không thích ai Cũng đừng hòng đến lượt em Em chưa biết đấy thôi Không nói nhiều nữa Chúng ta bây giờ đi ra chỗ xếp anh Tuyết lên xe Nhưng mà cô run rẩy lắm Chỉ là đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà thôi Tới một quán trà Âm nhạc du dương Thịnh mở cửa xe cho Tuyết Mời em Tuyết nắm chặt tay vào điện thoại Cô bước xuống Rồi cố gắng giữ bình tĩnh bước vào trong quán trà Nhân viên ở đây mặc váy sườn xám Giống bên Trung Quốc Họ mời Tuyết lên tầng 2 Xin mời quý khách qua bên này Dạ vâng chị ơi Quán này dưới kia Đều là khách có đúng không ạ Toàn là khách đi ạ Hôm nay cuối tuần nên người đến nghe hát rất đông vậy em yên tâm rồi lúc này tại khách sạn huy với lệ vô cùng lo lắng lệ này báo công an đi tuyết nó vừa mới nhắn về nó vẫn an toàn tao tin là nó xử lý được mày bị điên à xử lý vào mắt gặp phát là mờ đi uống nước ngay thì chỉ có bọn bệnh hoạn thôi vậy đi báo công an ừ đi báo công an thôi cánh cửa lúc này mở ra trong căn phòng ngập tràn hoa tươi Bên trên là cửa sổ Mở ra toàn là cảnh bầu trời đầy sao Tuyết bước vào ngừng lên nhìn Lâu lắm rồi Có lẽ Tuyết mới cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên Vào thời hiện đại ngày nay Ánh đèn bật sáng Tuyết nhìn thấy người đàn ông khi nãy Ngồi bên hiên Miệng đang ngậm một điếu thuốc Anh ta giít một hơi thật sâu Khói từ miệng anh ta thổi ra Khiến cho Tuyết cứ căng mắt nhìn Trong làn khói mờ ảo Em ngồi xuống đi. Lời của anh ta cất lên, khiến cho Tuyết giật mình như choàng tình mộng. Ờ, à, vâng ạ. À. Có vẻ như em đang rất ngạc nhiên, bởi vì thấy tôi không bị câm nhỉ. Chuyện đấy mong anh đừng để ý, lúc đó tôi tôi ngại nên... <laughs> Người đàn ông tay nhanh thoan thoát rót trà vào các chén nhỏ, trà thơm ngát mùi hoa hồng, anh ta đặt trước mặt Tuyết một chén. Mời em tuyết ngần ngại không muốn uống dù cho trà rất thơm tôi không quen uống cái này người đàn ông đưa ly trà lên môi và uống trước hoàn toàn có thể yên tâm thứ này có thể khiến cho tâm của mình thanh tịnh hơn cả một loại thuốc an thần đấy anh nói đi anh muốn gì ở tôi tôi không phải loại gái gọi hay đại loại là chơi bời chắc chắn anh hiểu nhầm gì đó ở tôi theo em tôi muốn điều gì từ em nào cái đó không cần rõ nhưng mà tôi không hề muốn tôi không hề muốn gặp anh tôi chỉ đơn giản là muốn có người ngồi cùng mình uống trà thôi mà chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng tại sao lại là tôi chứ anh ta cười rồi đưa trà lên môi nhấp nhẹ giống như một quý tộc thực thụ em cứ thư giãn và thoải mái lên đơn giản thôi chỉ là những người có cùng tâm sự buồn cho đêm nay ngồi cạnh nhau để tĩnh tâm mình Thế tại sao anh biết tôi có chuyện? Anh ta không nói gì thêm. Tuyết ngồi bên cạnh lặng yên nhìn anh ta, đang xem ca nhạc bên dưới. Đến khi Tuyết ngủ gật gù, người đàn ông bên cạnh liền đánh tiếng với cô. Hết nhạc rồi, chúng ta về thôi. Để tôi đưa em về. Tuyết giật mình bật dậy. Cô thấy anh ta vô cùng lịch sự và không có ý gì thái quá hay là buông lời trêu ghẹo với cô thậm chí cô còn thấy anh ta điềm đạm đến mức đáng sợ vừa lên xe người đàn ông này nói nhỏ với cô bạn em rất lo cho em có phải không đúng tôi đi như thế này họ lo cho tôi là đúng họ báo công an đấy anh ta bật cười rồi đưa tay lên miệng cứ như vậy mà tùm tìm một mình báo công an á à, vậy sao không thấy công an đến mà tại sao anh biết lúc này thịnh lái xe và mỉm cười tuyết nhận ra đến công an còn nói cho anh ta biết chuyện anh ta rút cuộc là một kẻ có địa vị chắc chắn không hề nhỏ tại quảng ninh này cô đánh liều hỏi ngay ở đây anh có biết nhà họ vũ không họ vũ sao em quen ai nhà họ ở đoạn nào chứ ở ngay góc kia anh có thể đưa tôi đến đó được không tôi chỉ cần nhìn thôi rồi sau đó chúng ta đi thịnh nhìn ánh mắt của người đàn ông qua gương chiếu hậu anh ta gật nhẹ nên thịnh lái xe về phía nhà họ vũ đó là một căn biệt phủ nhìn hướng ra vịnh từ phía cổng vào đã có bảo vệ xe của thịnh đi vụt qua đến trước cửa tuyết xuống xe đứng nhìn cổng nhà họ vũ mái tóc cô khẽ bay bay tuyết nắm chặt tay khi nghĩ đến chị gái mình phải trải qua những ngày tháng tội tệ tại nơi này mắt cô đỏ hoe quay về phía sau bắt gặp người đàn ông kia đang nhìn cô xin lỗi đã làm phiền anh em quen ai ở đây sao không có nghe nói ngôi nhà này đẹp và giàu nhất quảng ninh nên tôi tò mò muốn xem cảm ơn anh đã nhiệt tình đưa tôi ghé qua đây tôi có thể biết tên của anh để tiện xưng hô không tôi tên là trần tuyết tên cô ngắn gọn nhỉ tôi tên cảnh họ tên đầy đủ của tôi là vũ đức cảnh vũ đức cảnh sao anh họ vũ anh ta mỉm cười bên trong cổng có một người đàn ông mặc vét đen đi ra và nói lớn cậu cả cậu cả đã về ạ à? tuyết ú ớ lúc này nhìn cảnh cậu cả sao nếu như em khen nhà tôi đẹp tôi thật lòng muốn mời em vào nhà tôi một lần tuyết lúc này đột nhiên chảy máu mũi bởi vì cô quá sốc khi biết người mà cô nói chuyện lại là chủ nhân của nhà họ vũ tuyết đột nhiên gục xuống và ngất lịm còn vũ đức cảnh lúc này vội vàng đỡ lấy cô trước khi cô ngất đi tuyết nhớ rõ hình ảnh căn nhà mà chị cô từng sống giống như địa ngục ở ngay trước mặt cô và người đàn ông chỉ mời cô uống một ly trà lại chính là người nhà họ vũ trước cửa nhà họ vũ có một cây hoa bằng lăng tím cánh hoa rơi nhẹ xuống người tuyết màu của máu cùng với màu tím đan xen nhau trong một buổi tối mùa hè tháng năm. Tiếng đạp xe của chị gái tuyết đến đón cô. Chị mải chơi ô ăn quan nên quên mất giờ đón em đấy. Thế thì em về em mách mẹ cho mà xem. Thôi chị xin. Thấy ăn ổi không? Chị hái cho mà ăn nhá. Ừ, em có. Vậy có mách mẹ nữa không? Không ạ. À. Vân xoa đầu tuyết rồi mỉm cười đưa cho em gái quả ổi. Chị ơi, ở kia có cô dâu đấy. Sau này chị em mình cũng được mặc bộ đồ màu trắng lộng lẫy đó. Sau này á? Ừ, em thì còn lâu lắm bởi vì em kém chị 10 tuổi. Chị mặc váy cô dâu trước rồi sau đó đến tuyết nhé. Váy ấy đẹp nhở? Đẹp lắm chị Vân, mà em muốn ăn ổi thêm. Ừ, vậy chị hãy chèo, chị hái cho em ăn nhé. Người chủ cây ổi đi ra thấy Vân đang hái, liền mắng mỏ cô. Nhưng cô vẫn cố gắng giấu đi một quà vào túi áo và đưa cho em gái mình. Chị ăn đi em không ăn đâu. Sao thế? Bởi vì chị bị mắng. Không sao đâu, chị có thể làm tất cả cho Tuyết. Sau này Tuyết lớn lên, Tuyết luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho chị nhé. Vâng ạ, à, em đồng ý. Bên cánh đồng lúa chín, hai chị em đèo nhau trên con xe đạp, ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ thơ, tiếng cười khúc khích của cả Tuyết và Vân. Cho đến khi tiếng gọi của Huy và Lệ vang vòng bên tai, Tuyết mới choàng mở mắt. Cô đang nằm trong phòng khách sạn, nơi có các bạn đang chờ đợi cô. Huy thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, gọi như thế mà mày không tỉnh à? Tuyết bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Ổn rồi, lúc ngủ cứ gọi tên chị Vân mãi. Tôi nói rồi, tôi bảo là tôi bảo vệ chị, vậy mà chị lại không chờ tôi, không chờ tôi lớn lên thêm một chút nữa. Chị có lẽ lúc cuối đời đã chết rất đau đớn. Lệ cũng rơi nước mắt, nói với Tuyết. Thôi nào, để chị ấy được yên nghỉ, bây giờ chúng ta về thôi, không, hôm qua tôi gặp được người đàn ông đó. Là ai chứ? À, hôm qua có hai cô gái đưa cậu về, cả hai người đều là bác sĩ và y tá. Họ nói cậu bị yếu, nên mới ngất đi, làm tôi và thằng Huy cứ lo sốt cả vó. Hắn chính là cậu cả nhà họ Vũ. Cậu cả nhà họ Vũ, mình không thể nào quên được hắn. Họ Vũ sao? Nơi mà chị gái của cậu từng sống ở đó sao? Đúng, tôi ngất trước cửa nhà họ. Tại tri cục hải quan thành phố Quảng Ninh, Vũ Đức Cảnh là cục trưởng tri cục hải quan của tỉnh. Anh ta 37 tuổi, là một trong những người có uy quyền của tỉnh. Với gia thế khủng là con cháu của các quan chức chính trị cao cấp của Bộ Trung ương. Anh ta đứng giữa bàn họp, hai bên cúi chào vị cục trưởng mặt lạnh như tiền, ánh mắt vô hồn. Sau cuộc họp anh ta gọi điện thoại. Có, lưu số là em. Anh họp xong chưa ạ? À? Xong rồi, khi nào thì em về hết năm nay em về sao giọng anh căng thẳng thế em biết là bố và ông anh dục thế nào rồi chứ và anh là con trưởng em biết rồi em biết là anh chờ em rất lâu chờ thêm một năm nữa có làm sao đâu em bảo vệ luận án chứ có phải là đi chơi đâu nói như thế làm cho em buồn đấy anh bận rồi anh cúp máy đây yến nhé cảnh cúp máy anh ta thở dài và trở về nhà bước vào cửa, bố cảnh gọi ngay. Thế nào rồi cảnh, cái yến nó bảo bao giờ về? Hết năm nay bố ạ. À? Chết thật, không hiểu gia đình này kém cỏi cái gì mà nó để cho con chờ đến 4 năm rồi đấy. Bố biết là con không phải người vớ vẩn nên là con vẫn chờ vẫn đợi, nhưng mà ông của con yếu lắm rồi. Con phải hiểu cho nỗi lòng của ông con chứ cảnh. Vừa nói xong chiếc xe đầy một người chạc 80 tuổi đi ra nhưng chồng vô cùng minh mẫn vẫn mặc áo sơ mi quần âu lịch sự đó chính là ông của cảnh nhà này cứ hai mươi là phải lấy vợ bố của cháu hai lấy vợ là muộn mà xem cháu đi cháu để đến ba mươi bảy tuổi rồi chưa còn ít ỏi gì đâu xưa đàn bà phải chờ đàn ông chứ ai lại để đàn ông đi chờ đàn bà còn anh Văn anh không dục được con anh thì tội này là tội của anh đấy kìa bố con nói hết nước hết cái với nó rồi Bố không thấy à Bây giờ dục nó Thả con đi lấy thêm vợ cho con cho xong Mày Mày làm bố mà ăn hại Cảnh lúc này thở dài lên tiếng Lâm nó có con trai rồi đấy còn cái gì đâu Ông nội có chất rồi mà Tại sao cứ phải dục con Nó là con của con đàn bà ngoài luôn. Làm sao mà được tính với dòng dõi chính thất được đúng lúc lâm cùng với mẹ anh ta bước ra ngoài và nghe thấy lâm nắm chặt bàn tay lại còn ông cụ vẫn nói sơi sơi rồi ông văn bố của cảnh lên tiếng gàn thôi thôi được rồi bố bố cứ nói to làm cái gì cái thứ ông già này cần là con của thằng cảnh muốn bế con của nó ông nói cho cháu biết nếu như cháu không cưới vợ trong năm nay ông tử mặt cháu đấy cảnh ạ à? coi như không có đứa cháu này đâu Ông Văn cao có Bố nói chuyện như trẻ con ấy. Còn Cành thì chẳng nói gì Anh ta đi thẳng qua mẹ con nhà Lâm Lâm cười nhẹ lên tiếng Anh đừng có làm cho ông thất vọng Anh nghe ông nói rồi đấy Đừng nói chuyện với anh Khi mà anh chưa đồng ý Hãy biết giá trị của em nằm ở đâu Cành bước qua mẹ con Lâm Đang giữ tay con trai và nói nhỏ Nhịn đi con à một điều nhịn là chín điều lành, mẹ biết con nhẫn nhịn nhiều, nhưng mà phải nhịn thêm, bởi vì mục đích lớn hơn con ạ. À. Nhưng tất cả bọn họ đều coi con là một cái đuôi thừa thãi rồi chúng phải sớm cút khỏi ngôi nhà này, nhà của họ Vũ tất cả là của con. Vì thế nên con phải nhịn lâm mà, nhịn để làm bàn đạp cho trận đấu sắp tới. Đi qua hàng cây bằng lăng tím là tới phòng của cảnh anh ta mở cửa phòng trên tường có bức tranh và đó chính là mẹ của anh ta người phụ nữ đó có gương mặt rất giống với tuyết mẹ à hôm qua con gặp một người rất giống mẹ nếu như ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô gái đó là con gái của mẹ chuyện này thật kỳ lạ có phải không cảnh lẩm bẩm và nhìn lên ảnh của mẹ sau đó nở một nụ cười rất nhẹ còn tuyết trở về hà nội Cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện gặp người đàn ông đó. Vì sao anh ta lại mời cô uống trà? Và tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Anh ta là cậu cả nhà họ Vũ sao? Tuyết vừa xuống xe, thì người chạy đến ôm cô khiến cô giật mình. Đó chính là Mạnh, là bạn trai của Tuyết. Anh về rồi đây. Ơ, ừ, em tưởng anh đi thực tập phải ba tháng chứ. Đâu có, một tháng là xong rồi. Bây giờ anh là một ca sĩ chuyên nghiệp rồi đấy. Vào đi, anh vừa vào chào bố mẹ em xong. À, vâng ạ. À. Người bạn trai này của Tuyết theo đuổi cô cả quãng thời gian từ cấp 3 cho đến khi cô lên đại học. Bố mẹ Tuyết cũng rất quý Mạnh. Là một người sống cho gia đình không được khá giả nhưng Mạnh lại rất có chí hướng. Anh ta đam mê làm ca sĩ và đang trên đường đi tìm sự nghiệp và là người cùng làng với Tuyết. Vào trong nhà Mạnh đi chặt gà rồi làm tất cả mọi việc sắp mâm để ăn cơm bố mẹ tuyết rất ưng và vui vẻ mạnh trong bữa cơm còn mạnh dạn tuyên bố sang năm con ổn định con muốn cưới tuyết à mẹ tuyết ngập ngừng lên tiếng em nó đang còn đi học cô nghĩ không cần kết hôn sớm làm cái gì hai đứa đang còn trẻ con à nhưng mà cháu đi làm thì cháu lo được cho vợ vợ không cần học quá cao ở nhà cơm nước nội trợ là được rồi à con gái cũng cần có học rồi có công việc ổn định cô mới cho đi lấy chồng nếu như u không gả tuyết sớm cho con nhỡ có ai đấy hỏi thì chết dở à u <laughs> u chỉ gả tuyết cho con thôi mạnh thế nên con cứ yên tâm nhé tuyết cứ ngồi suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua cô như người mất hồn ăn xong cô tiễn mạnh ra về đi về tới đầu cổng thì mạnh nắm tay cô anh sẽ cố gắng chăm chỉ anh biết anh nghèo nên giờ chưa dám hứa trước cho em điều gì nên thôi thôi anh đừng nói vậy em không nghĩ gì về gia cảnh của anh đâu nếu như em nghĩ em đã không nhận lời làm bạn gái của anh tuyết à anh anh dùng cả thanh xuân để theo đuổi em anh tin mình không chọn nhầm người mạnh hôn trộm vào má của tuyết sau đó chạy đi còn tuyết thì mỉm cười nhẹ cô quý và yêu mến mạnh ở cái tính thật thà và rất chịu khó đêm đó tại nhà họ vũ ông cụ lên cơn hen ngay trong đêm tập hợp tất cả con cháu vị bác sĩ lên tiếng cụ có thể rời đi bất cứ lúc nào nên gia đình hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ông cụ lúc này vẫy cảnh lại và nói ông chỉ cần lên cơn hen một lần nữa thôi Là ông đi đấy cảnh nhà Ông muốn hỏi cháu Cháu có kết hôn không? Hay để ông làm mối? Ông có sẵn mối cho cháu rồi đấy Kìa ông Cháu Ông cụ lúc này ứ nghẹn ở cổ Và tiếp tục thở oxy Còn ông Văn thì vỗ vai của cảnh Cảnh ơi là cảnh Mày định để ông chết mày mới vừa lòng hả? Ông cụ xua tay rồi lại bỏ máy thở oxy tiếp tục nói ý của cháu thế nào mối có sẵn rồi cưới luôn chứ ông không đồng ý con bé yến đâu mày lấy nó ông chết không nhắm mắt đâu cảnh à kìa ông cháu ý cháu thế nào nếu như lấy nó là ông chết ông cụ lúc này lại lên cơn hen y tá vội vàng đưa ống thở oxy cảnh vội vàng cúi đầu thôi được cháu lấy vợ cháu có mối rồi nên ông không cần giới thiệu đâu ạ à? ông cụ lúc này mặt mày tươi tắn bỏ ống thờ và nói vậy hả à? thế ngày mai đưa về đưa về cho ông xem mắt dạ vâng ngày mai cháu nhất định đưa cô ấy về ra mắt với ông tốt lắm đúng là cháu đích tôn của ông thế rồi ngồi cả đêm suy nghĩ cảnh vội vàng gọi điện thoại cho thịnh Thịnh là tay chân đắc lực của anh. Chuẩn bị đi Hà Nội nhé. Ơ, ừ, sao thế ạ? À? Tìm hiểu toàn bộ về cô gái đó cho anh. Thế rồi dạng sáng, cảnh rời nhà đi thẳng lên Hà Nội, Thịnh lo lắng hỏi Han. Xếp à, anh suy nghĩ kỹ chưa? Ừ, suy nghĩ kỹ rồi. Thà là người không quen biết thì dễ bề hơn là quen biết. Nhất là ông Mai Mối thì toàn là một lũ tiểu thư ống hẹo anh thật sự không thích cho lắm. Nhưng còn Yến thì sao? Lúc này anh không nghĩ ngợi được gì. Tới đâu hay tới đó thôi. Tuyết vừa đi xe buýt xuống cổng trường. Hôm nay đầu tuần cô mặc một chiếc áo dài màu trắng. Cô lại là thư ký lớp nên chịu trách nhiệm mua hoa. Ôm bó hoa sen trong tà áo dài trắng. Đột nhiên có người gọi cô. Tuyết. Tuyết quay sang nhìn Vũ Đức Cảnh đang đứng ngay gần cô Tài cô run rẩy nhưng đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Tôi tôi, sao anh biết tôi? Chúng ta nói chuyện một chút đi, cô lên xe đi. Nhưng bây giờ tôi phải vào lớp. 5 phút thôi, nói chuyện xong tôi đi luôn. Vậy thì anh nói luôn ở đây đi, tôi không có nghĩa vụ phải theo anh vào trong xe. Anh nói lên xe là tôi phải lên xe à? Vậy tôi nói luôn. Chúng ta kết hôn đi, ngay trong tuần này lời đề nghị cầu hôn của cậu cả họ vũ khiến cho cô bán hoa phải đò mặt người đàn ông lịch lãm đó đang muốn kết hôn với cô cô là sinh viên đang ôm một bó hoa sen màu trắng đang đứng ở trước cổng trường người đàn ông này đứng trước mặt tuyết thậm chí họ còn chưa nói chuyện nhiều với nhau quá năm câu vậy mà anh ta lại đưa ra lời đề nghị kết hôn với cô ánh mắt của tuyết nhìn thẳng về phía cành mà không hề tỏ ý ái ngại Cô trầm giọng. Nhưng tại sao tôi phải lấy anh chứ? Thỏa thuận đi. Tôi cần một cô dâu ngay trong tuần này để kết hôn. Nhưng tại sao lại là tôi? Cô bớt hỏi lại được không? Tôi trả cho cô một số tiền. Đủ để cho cô sống tốt cả quãng đời còn lại. Vậy anh thấy tôi là người rất cần tiền à? Bố em đang nợ 2 tỷ đấy. Bán cả nhà em đi cũng không đủ để trả nợ đâu. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời tôi trong ngày thôi được rồi trong sáng mai đi ngày mai là quá muộn tôi không còn nhiều thời gian đâu nói xong vũ đức cảnh bước lên xe còn tuyết thì cứ đứng ngần ngơ sau giờ học cô lại ra mộ của chị gái chị vân à chị em chúng ta có vẻ như là có duyên với nhà họ vũ em đang tiếc bởi vì không được gặp lại anh ta bởi vì biết đâu anh ta biết được cuộc sống của chị anh ta lại biết rõ cuộc sống của chị thì sao ấy vậy mà ngày hôm nay anh ta đề nghị kết hôn với em và còn cho em tiền chị vân à vũ đức cảnh là người thế nào ở đó chắc là chị biết anh ta chứ em nghĩ cơ hội tới rồi em phải nắm lấy thôi chị à em sẽ khiến cho đức lâm và mẹ của hắn phải trả giá em lớn rồi nhất định em phải bảo vệ chị chị đợi em nhé Nói xong tuyết hôn lên bia mộ của chị gái. Về tới cửa nhà cô thấy một đám xã hội đen đang đứng chửi bới và lăng mạ bố mẹ cô. Này cái lão già kia, bây giờ có ký giấy bán nhà không thì bảo, nợ lên đến hơn 2 tỷ rồi đấy. Tuyết chợt nhớ ra đúng như lời cảnh nói, anh ta biết quá rõ về hoàn cảnh của cô và biết cả số nợ của bố cô, ngay đến cô và mẹ cô còn không hề biết. Bọn chúng rời đi, ra đến cổng nhìn thấy tuyết Liền cười khẩy Lấy chồng đi em ơi Cho nhà em được giải thoát Thằng bố em nó nợ nhiều lắm Không phải là ít đâu Tuyết nắm chặt tay không đáp lại lời bọn chúng Cô bước vào thấy mẹ đang khóc lớn Và chỉ chiết bố cô Ông nói ngay đi Ông cờ bạc bao nhiêu năm nay chưa đủ à Giờ còn cái nhà Ông định bán đi Để mẹ con tôi ra ngoài đường à tại sao ông già đầu mà ông còn ngu thế hả tôi chỉ định gỡ gạc một chút gỡ gạc tốn bao nhiêu tiền cho cờ bạc rồi bây giờ gỡ gạc được cái gì nhà có hai đứa con gái một đứa thì mất ông cũng nhận tiền của nhà chồng nó đến khi con mình chết còn chẳng dám hé lời trước nhà họ bởi vì cái gì vì cờ bạc vì cờ bạc của ông đấy nhục ơi là nhục sống thế này thì chết quách cho xong Nhà làm nông mà nợ 2 tỷ. Trời đất ơi là trời đất. Tuyết không nói năng câu gì, cô lặng lẽ vào trong nhà nấu cơm nước cho bố mẹ. Cô ngồi suy nghĩ cả đêm rồi, lại ra ngoài hiên thấy cả bố và mẹ không ai đi ngủ. Họ cứ ngồi đó nhìn ra ngoài phía sân. Sau khi trở về nhà, Vũ Đức Cảnh đến bên giường ông nội, anh ta mỉm cười nói với ông hôm nay ông đỡ chút nào chưa ạ sao hôm nay cháu lại đến đây cháu tiện qua thăm ông ấy mà chỉ cần thấy cháu lấy vợ là ông khỏe ông nói thật đấy thế bao giờ ra mắt cháu sẽ sớm đưa cô ấy về ông à người mà cháu kết hôn chỉ là một cô gái đang còn đi học gia cảnh thì bố mẹ làm nông ạ à? ấy ông không quan trọng vấn đề đó chúng ta đủ giàu để có thể lo cho vợ con của mình cơ mà. Chỉ cần nó yêu thương cháu và hai đứa yêu mến nhau là đủ. Mà sinh viên đại học chắc là trẻ lắm nhỉ? Dạ vâng, kém cháu 18 tuổi. Quá tuyệt vời. Thế thì ông có thể ngủ ngon được rồi. Nói xong ông cụ nhắm mắt nhưng mà miệng của ông vẫn nở một nụ cười. Cảnh trở về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm thì nhìn đồng hồ lên trên xe thịnh nói vội Sếp à, cô ấy trả lời chưa? Không vội, cô ta chắc chắn sẽ sớm phải trả lời. Nhưng cái khó là cô ta có người yêu rồi, cái này mới là ca khó thưa sếp. Cái đó anh không quan tâm, quyết định tất cả là ở cô ta. Sáng sớm hôm đó, Tuyết thắp hương cho chị Vân rồi mời bố mẹ ra nói chuyện. Cô nói rằng cô đi gặp Cảnh tại Quảng Ninh và anh ta chính là cậu cả nhà họ Vũ. Bố Tuyết vội vàng lên tiếng. Cậu cả nhà họ Vũ sao? Lần bố đi đưa dâu, hình như là có người nhắc tới. Lâm là con của bà hai, còn có con trai của bà cả. Chắc chắn là cái cậu cảnh này rồi. Thực sự bố không nghĩ tới. Có ngày, hai đứa con gái lại lấy hai anh em nhà họ Vũ. Con sẽ lấy anh ta. Mẹ Tuyết nghe như vậy thì chọn ngược mắt. Không bao giờ mẹ không thể nào chấp nhận con đừng điên chị của con vào đó rồi kết quả ra sao con là người nhìn thấy rõ nhất tại sao con còn đâm đầu lao theo vết xe đổ của chị con con bị điên à mẹ à mẹ không bao giờ muốn biết cuộc sống của chị con trong đó thế nào sao mẹ không muốn trả thù cho chị gái à con đừng nói nữa bây giờ con phải sống cuộc đời của con đi con đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao thằng cảnh nó lại muốn lấy con chưa nó là cậu cả là người không thể nào thiếu đàn bà nó lấy con vì điều gì con đã bao giờ tự hỏi chưa con lấy anh ta chỉ cần biết được chị con ở đó sống như thế nào nếu như biết rồi con sẽ rút lui con ơi là con hôn nhân không phải để thử mẹ xin con đấy con hãy sống cuộc sống của con đi thằng lâm nó như thế rồi thì anh em nhà nó giống nhau cả thôi bố mẹ đã mất đi một đứa con rồi bây giờ bố mẹ chỉ còn con nữa thôi tuyết à nhưng con khác với chị vân anh ta không bao giờ làm gì được con con lấy vũ đức cảnh con là cô dâu mới của nhà họ vũ con quyết định rồi nếu như bố mẹ không tán thành con nhất định theo anh ta về làm dâu con phải làm dâu nhà họ vũ tuyết vội vàng chạy ra ngoài còn mẹ cô chỉ biết gọi theo cô về đi về mẹ bảo con không được đi ông ơi là ông ông còn đứng làm gì ông chạy theo con đi ông ngăn cản nó lại thế bà muốn tôi ngăn cản kiểu gì bà hỏi ông trời đi tại sao lại để cho cái cậu cảnh đó gặp được con tuyết thế tại sao lại muốn cưới nó làm vợ thế bây giờ chúng ta phải làm gì đến chính tôi còn không thể nào biết được là phải làm sao đây này hai người bố mẹ cứ ngồi như vậy mà thắc mắc và khóc lóc còn tại nhà họ vũ lầm nói chuyện với mẹ anh ta bên bờ vịnh mẹ đang có tâm sự gì có phải không mẹ nghe nói thằng cảnh nó đưa vợ về ra mắt đấy thế mẹ đang lo điều gì à lo chứ sao lại không mẹ lo rất nhiều thứ thứ mẹ lo nhất đó chính là quyền lợi của con trong ngôi nhà này mẹ phải để cho con thiệt thòi quá nhiều rồi lâm mà nhưng mà con không sao đâu mẹ cái gì của con ấy thì không ai có thể lấy đi được nhưng mẹ muốn con được hưởng nhiều hơn thế so với những gì mẹ phải chịu đựng mẹ chịu tất cả là vì con trai của mẹ con định nhìn cái dinh thự này chủ nhân của nó là mẹ muốn con mẹ không muốn nó rơi vào tay của kẻ khác nhưng làm sao được đây mẹ hắn còn trên con cơ mà trừ khi là hắn chết đúng hắn phải chết cái chết nhất định sẽ sớm đến với hắn câu nói này của mẹ lâm khiến anh ta cảm thấy bất an vô cùng tuyết lúc này đi gặp huy và lệ tại quán trà sữa cả ba người ngồi đần mặt lệ thở dài lên tiếng suy nghĩ kỹ chưa đây là kết hôn không phải là trò đùa đâu tao nghĩ chỉ ít bữa là ly hôn ấy mà <laughs> anh ta chỉ cần một cô dâu để kết hôn thôi huy nghe như vậy mà cau có mặt mày nhưng mà cái tên đấy nó bị hâm à giàu có tiền nhiều thiếu gì gái mà tại sao phải cưới mày tao nghĩ đây chính là cơ hội tốt để tao biết được sự thật thằng anh rể khốn nạn đó đã làm gì chị gái của tao bây giờ tao không nghĩ được nhiều tao phải thử phải thử mới biết được lệ nhìn tuyết ánh mắt rất buồn nhưng mà tuyết này mày lấy kẻ mà mày không yêu ấy cả cuộc đời này là một nỗi ân hận đấy em trai của hắn vũ phu thì liệu hắn có tốt không điên à hắn chắc chắn không đánh được tao bởi vì tao không hiền như chị vân với cả thỏa thuận rõ ràng rồi hôn nhân tạm bợ thì chắc chắn là tạm bỡ. Hai đứa mày phải ủng hộ tao chứ. Cả hai người lúc này ôm lấy Tuyết. Sau đó Tuyết quyết định gọi điện thoại cho Vũ Cảnh. Alo, là tôi. Anh biết. Tôi đồng ý kết hôn với anh. Với điều kiện, anh trả nợ cho bố tôi trước. Chuyện này là chuyện nhỏ, còn cái gì nữa không? Chỉ vậy thôi, sau này có thêm các thỏa thuận rõ ràng giữa chúng ta nhất định là có lát có xe đón em xuống dưới quảng ninh nhé để làm cái gì chứ tôi cần đưa em làm lễ ra mắt gia đình hãy cứ nói chúng ta quen nhau được hơn nửa năm rồi vâng anh yên tâm đi tôi diễn cùng anh tôi làm đúng những gì anh yêu cầu tốt lắm vậy tối nay gặp lại em cảnh cúp máy anh ta cười nhẹ nói với thịnh <laughs> thấy chưa đàn bà luôn thực dụng chỉ cần ném cho họ tí tiền là họ làm theo tất cả dù đó có là việc gì đi chăng nữa cảnh tự tin nói ra câu đó mà không hề biết rằng mục đích mà tuyết nhận lời lấy anh ta không phải vì tiền chiếc xe đón tuyết đưa cô xuống quảng ninh đến một tiệm trang điểm họ làm tóc và thay đồ cho cô thịnh lúc này nói với cô cô nên chọn một chiếc váy nào đó phù hợp cho ngày ra mắt tôi mặc đồ của tôi không được à tóc tai đẹp thế này <laughs> cô lại đi mặc quần bò áo phông trông không ổn tí nào để nhân viên họ chọn cho cô vậy cứ để đấy tôi tự chọn tuyết chọn một chiếc váy tay bồng kiểu tiểu thư kín đáo chiếc rèm được kéo ra tuyết trông sang trọng hẳn lên trong bộ váy và kiểu tóc tiểu thư sau tấm rèm vũ đức cảnh ngồi chờ sẵn anh ta mặc quần tây đen và mặc chiếc áo sơ mi xanh thương hiệu vơ sạc đắt tiền khi thấy tuyết tự tin nhìn anh ta miệng cảnh mỉm cười Giật hợp với em đấy tuyết quay mặt vào bảo cô nhân viên thay đồ này này anh ta đến lúc nào đấy tôi giật hết cả mình đấy đi ra bên ngoài anh ta mở cửa xe trông rất lịch sự tuyết vừa lên xe cô liền làm rơi điện thoại đang cầm trên tay xuống cảnh lúc này vội vàng cúi nhặt thế nên cả hai người lại chạm cánh tay vào nhau tuyết rụt tay lại còn cảnh cầm điện thoại cũ dán băng dính còn buộc cả dây chun của tuyết anh đưa lại cho cô cảm ơn anh ạ à. tôi đang tự hỏi điện thoại như thế này mà em vẫn dùng được sao giỏi thật đấy tôi hay làm rơi với cả có cái nghe cái gọi là được rồi điện thoại không cần quá quan trọng sinh viên thời này nghèo đến không thể nào mua được cái điện thoại giống như em sao? Cảnh với giọng nói đanh thép, nói đến mức tuyết cứng họng, cô ngại và quay mặt ra ngoài phía cửa kính. Tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại buộc dây chun. Đi qua hàng điện thoại, Cảnh phanh xe lại, anh ta mở cửa xe. Em xuống đi. Đến nơi rồi sao? Không đến, nhưng mà cứ vào đi. Tuyết bước xuống, rồi cửa hàng cúi đầu chào cảnh. Chủ cửa hàng thấy cảnh vội vàng đon đà. Ôi anh ạ, à, cơn gió nào đưa anh qua đây? Anh muốn mua điện thoại. Ôi anh của em muốn bao nhiêu cái mà chẳng được. Vậy anh lấy màu gì ạ? À? Cảnh lúc này quay ra nhìn tuyết. Em mệnh kim nhỉ? Vậy lấy màu trắng. Anh thấy phù hợp đấy. Thôi thôi không cần đâu. Tôi tôi dùng quen rồi, không sao đâu mà. Em không thể nào đi cùng với anh, cùng với chiếc điện thoại này được. Em phù hợp với những điều tốt hơn thế tuyết hiểu ngay ý của anh ta là có giọng như đang nói cô cần phải thay đổi để mà phù hợp với anh ta hơn vừa máy lắp sim xong cảnh rút thẻ ra quẹt tay chủ quán xua tay ôi anh ơi em tặng anh ạ à, em không dám lấy tiền đâu cái này là anh mua cái gì ra cái đó chú em cứ quẹt đi dạ thôi anh ạ à, muốn biếu anh còn khó chứ cái này có là cái gì Quẹt đi. Anh còn phải đi ngay bây giờ. Anh sẽ nhớ chú tận tâm chọn máy cho anh. À vâng, vậy... Vậy của anh 34 triệu. Ok em. Tuyết nhìn điện thoại và vô cùng ngạc nhiên. 34 triệu. Thế chứng tỏ rằng cái lũ bạn mình giàu thật sự. Năm nào chúng nó cũng thay máy. Giống như thay áo. Ra đến cửa thấy Tuyết đang loay hoay mở máy. Cảnh cầm lấy rồi dơ máy lên quàng tay lên vai của tuyết cười đi để làm cái gì anh bảo là cứ cười đi tuyết cười gượng đúng kiểu nhoèn miệng cho có cảnh rất hay anh ta cười rồi chụp hình cả hai người nhanh chóng lấy cái này làm hình nền đẹp chứ gì ý anh là anh đẹp chứ không phải là em đâu anh ta nói xong bật cười rồi sau đó ngồi lên xe rời đi Lúc này Tuyết đứng bên ngoài nhìn qua ô kính ô tô. Cô đột nhiên thấy giữa cô và cảnh như có thứ gì đó ràng buộc nhau một cách vô hình. Anh ta là người lúc thì trầm lắng, lúc lại nghiêm túc, lúc lại vui vẻ. Thật sự là rất khó hiểu. Vậy thì rốt cuộc, anh ta là người như thế nào? Tuyết nhìn vào màn hình điện thoại, thấy anh ta nở một nụ cười mà trong lòng của cô lại thấy dối bời. Liệu cảnh có phải là một kẻ vũ phu, Giống như em trai của anh ta hay không? Cánh cửa nhà họ Vũ rộng mở, trước cửa có cây bằng lăng đã lâu năm, lá và hoa rơi xào xạc ngay trước cửa. Tuyết nhìn cây bằng lăng và tự nhủ. "Chị Vân, cuối cùng em tới được nơi mà chị sống, cây hoa này chắc hẳn cũng từng chứng kiến cuộc sống của chị tại nơi này. Hãy chờ em, em nhất định đòi lại công bằng cho chị." Bên trong nhà họ Vũ, vị quản gia tóc điểm bạc, mặc đồ đen lịch sự, bước ra cúi chào. Cậu cả đã về. Chào tiểu thư, tôi tên là Biển, hiện tại đang là quản gia của nhà họ Vũ, rất vui vì ngày hôm nay được biết tiểu thư. Dạ vâng, cháu chào chú. Cháu, cháu tên là Tuyết ạ. À? Tôi biết tên tiểu thư rồi, xin mời tiểu thư đi lối này. Cảnh đưa bàn tay về phía Tuyết đến lúc chúng ta cần phải diễn rồi đấy tuyết vội vàng nắm lấy bàn tay của cảnh và tự tin bước vào bên trong bố cảnh nhìn thấy vui vẻ cười lớn chào cháu gái bác là bố của cảnh còn đây là bố của bác là ông nội của thằng cảnh đấy ông cụ cười rất tươi chào cháu dạ vâng ạ à, cháu chào bác cháu chào ông ạ à. tuyết tỏ ra rất nhanh nhẹn và hiếu thảo ông cụ thấy cả hai đứa nắm tay nhau từ lúc bước vào cánh cửa nên ông cụ vui lòng lắm cháu cứ ăn tự nhiên nhá đừng có ngại đây sắp là nhà của cháu rồi cơ mà ở đây à ở đông thế hệ nhưng mà ở riêng biệt nên cháu đừng lo cái cảnh làm dâu không sợ chung đụng đâu dạ thưa ông cháu không nghĩ đến điều đó với là một gia đình thì nên sống cạnh nhau đó mới là gia đình ạ à đơn giản chỉ cần nhau ăn một bữa cơm trong đó có đủ thành viên thì dù là cơm trắng ăn cũng rất ngon ạ à. câu nói của tuyết ăn điểm ngay trước mặt ông nội cảnh và bố của anh ta bố cảnh gật đầu cháu đang còn trẻ mà hiểu chuyện lại sống tình cảm thế này thật sự bác rất quý ngay từ lúc này thằng cảnh tuyên huy lớn tuổi nhưng bề ngoài chẳng ai bảo nó ba bảy chắc là chỉ tầm hơn ba mươi một tí thôi Ông nội liền đá chân con trai rồi tiếp tục nói vào. "Không, nó chỉ tầm 29 thôi, chưa đến 30 đâu nhỉ. Cháu ông nó trẻ lâu lắm. Thì con bảo là hơn 30, bố lại bảo 29. 29 nó khác hẳn 30, ở ừ, hai cái anh này, anh cứ nói chuyện kiểu đấy. Con là bố. Bố của con, tầm tuổi này là con trai con Ừ hay? Thế tôi là ông nội nó, tôi lại không đo được tuổi cháu mình à?" hay là anh chê tôi già nên hồ đồ kìa bố con có nói thế đâu ạ à? cảnh ôm chán ra vẻ chán nản bởi vì cái cảnh này quá quen thuộc với ông cảnh và ông nội và bố tranh cãi còn tuyết nhìn cảnh cười gượng thì thấy hai người tranh cãi với nhau tuyết bắt đầu đứng dậy gắp đồ ăn và bát cho cả hai người dạ con mời bác cháu mời ông ạ à. lúc này cả hai người mới trùng xuống và cười nhẹ bố của Cảnh vui vẻ. Bác cảm ơn con nhé, con cứ ăn tự nhiên. Ông nội Cảnh cũng gật đầu nói tiếp. Cháu đừng có ngại, ông nghe Cảnh nói là bố mẹ cháu làm nông hả? Dạ vâng, bố mẹ cháu đều làm nông ông ạ. À. Mẹ cháu chuyên trồng trọt, rồi bán rau, buôn cho các mối. Còn bố cháu thì chuyên bán buôn gà vịt. Không biết gia cảnh như vậy có hợp với anh Cảnh hay không? Cháu nói với anh ấy rồi, là cháu không phù hợp với anh ấy ấy ông hỏi thế thôi chứ ông không có ý gì ông thấy cháu rất phù hợp với cháu của ông đấy gia đình ông không quá quan trọng về bên nhà gái như thế nào đâu bố của cảnh lúc này cũng lên tiếng trấn an chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thì gia đình bác không cần cái gì hơn cảnh đưa tay lên miệng anh ta nhếch môi cười nhẹ khi thấy tuyết diễn tròn vai, khá tốt đấy. Điều này lại khiến cho cả ông và bố đều lung lay và thích thú. Ông nội quay ra nhìn cảnh. Này cái thằng này sao không nói gì, thê chọn được ngày chưa? Cháu định cưới luôn trong tuần này, người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay. Có đúng không ông nội? Ừm, um, quá đúng, quá đúng. Cháu trai của ông phải như thế. Ông nội cười lớn và bị sặc. Bố cảnh vội vàng xoa ngay. Bố cười không ngậm được miệng à? Bảo sao chả sặc. Thế tôi đố anh cười mà ngậm được cái miệng đấy. Tuyết nhìn như vậy lại bật cười. Kết thúc bữa ăn, lúc này Tuyết và Cảnh đi dạo bên trong phủ nhà họ Vũ. Đặc biệt là căn biệt phủ này rộng lớn với các dòng nước bao quanh. Đi về hướng vịnh, biển sóng đánh giặt rào vào bờ cát. Tuyết đứng nhìn buồn bã về phía ánh đèn, nơi đô thị sầm uất phía xa tuyết này em có điều kiện gì không trước khi chúng ta kết hôn với nhau tôi chỉ muốn kết hôn ở phía này bên gia đình tôi bố mẹ không đồng ý nên tôi không muốn nói gì thêm hơn nữa hôn nhân này chắc là không kéo lâu dài đâu nên phiền anh cứ làm cách nào để bên nhà anh không hỏi đến phía nhà gái vậy thì tôi sẽ sắp xếp cứ đưa ra lý do nào đó hợp lý là được anh ở đây có thấy cô đơn không tại sao em hỏi vậy tôi có cảm giác nơi này có thứ gì đó cô đơn đến đáng sợ cảm giác này rất thật cảnh nghe xong thay đổi sắc mặt anh ta quay đi giống như lảng tránh câu nói của tuyết khi tuyết rời đi cảnh cầm ly rượu đứng nhìn từ phòng mình ra phía vịnh vị quản gia bước vào đặt lên bàn một chút hoa khô. Cậu cả, đây là hoa mới. Mùi hương này sẽ khiến cho cậu dễ ngủ hơn. Chú Biển này, tôi sắp lấy vợ. Dù gì cô ta cũng là người mới. Có những chuyện tôi muốn nhờ chú giấu kín. Tôi hiểu ý của cậu. Cậu cứ yên tâm. Tôi bảo với quản gia trong nhà, giữ kín miệng. Nhưng tôi không nghĩ cô gái đó là người mà cậu cả yêu. Nơi này thực sự không tốt thế nên tôi không muốn người tôi yêu phải sống ở đây cô ta chỉ là một thế thân thôi thì ra là như vậy vậy tôi xin phép cảnh nhìn ra bên ngoài rồi ánh mắt của anh cứ đăm chiêu nhìn về phía vịnh nghe tiếng đánh bắt cá những chiếc tàu du lịch đang bật nhạc du dương còn tuyết trở về nhà thấy bố mẹ đang chờ ở ngoài sân khi một chiếc xe đắt tiền rời đi Mẹ cô mới thở dài. Con đã đi đâu thế hả? À? Con đi gặp anh ta. Con sẽ kết hôn trong tuần này. Mẹ nói cái gì cũng muộn rồi. Bố mẹ không cần phải dự hôn lễ hay là phải tổ chức cái gì đâu ạ. À? Ở làng này cũng không ai biết con đi lấy chồng. Con sẽ đi âm thầm và con sẽ quay về âm thầm mà. Rồi để làm cái gì? Lỡ dở như vậy hả con? Bởi vì chị Vân vì cái gia đình này, con phải bảo vệ mọi người, số nợ của bố, anh ta trả cho đấy. Thế nên bố mẹ không cần phải quá lo. Không được, không được đâu Tuyết, mẹ không thể làm thế được. Khác nào mẹ lại bán con thêm một lần nữa, bán nhà mình cũng được mà Tuyết. Mẹ đừng khóc, con lo được. Không phải là mẹ bán con, mà là con muốn lo cho bố mẹ. Chỉ là 6 tháng đến một năm thôi, con nhất định chia tay nhưng mà nó đồng ý à mẹ phải tin ở con không phải là con yêu thương gì anh ta mà kết hôn đâu nhưng mà còn lâm thẳng lâm và mẹ cậu ta chắc chắn họ nhận ra con không đâu à bố mẹ không xuất hiện nên họ chẳng nhớ con là ai đâu tuyệt ơi mẹ lo lắm mẹ à con biết cách lo cho mình con phải biết rõ nguyên nhân vì sao mà chị Vân mất phải đưa chúng ra trước pháp luật mẹ ạ. Nhất định con phải bắt họ trả giá. Tuyệt ơi! Nguy hiểm lắm con à! Mẹ Tuyết bật khóc. Còn bố cô thì ngồi lặng thinh trong góc nhà. Ông không nói được câu gì. Có lẽ... Ông biết... Có nói cái gì bây giờ... Cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Quý vị và các bạn thân mến... Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Một tác phẩm rất hay được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Vậy là cô gái tên Tuyết của chúng ta đang mạo hiểm tính mạng của mình để bước vào gia đình nhà họ Vũ để tìm cách để báo thù cho chị gái tên là Vân. Thật sự là rất nguy hiểm đúng không quý vị? Một cô gái 18 tuổi vứt bỏ tình yêu của mình để cưới một người mà cô không yêu. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai vào lúc 11 giờ. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.